Câu hỏi 5. Hiện tôi nghe các vị tu thiền có nói đến từ thiên thai thông. Theo tôi thì thiên thai là trời xanh. Xin ban giải đáp, giải thích rõ. Có pháp môn này là do trời xanh hay không? Nó có ý nghĩa như thế nào? Xin giải thích rõ thêm ạ. Tôi là thiền gia Hồng Phượng, là thành viên ban giải đáp của chùa Thiền Tông Tân Diệu. Xin giải đáp câu hỏi tiếp theo này. Đây là đầu tiên có danh là Thiên Thai Giáo, xuất phát từ núi Thiên Thai ở bên Trung Quốc, do ngài đại sư có danh là Trí Khải Đại Sư lập ra, dụng công tu để được hiển linh. Xin cảm ơn Nguyễn Thành Tài đã đặt câu hỏi cho ban giải đáp chùa Thiền Tông Tân Diệu chúng tôi. Xin cảm ơn. Xin cảm ơn ban giải đáp và tôi chúc ban giải đáp nhiều sức khỏe.